Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 128, đề bài như sau. Hãy quan sát kỹ các bộ phận của cây, ghi lại đặc điểm, chú ý xem lá non có đặc điểm gì, so sánh đặc điểm bên ngoài của thân, lá và rễ cây dương xỉ với cây rêu. Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy quan sát mẫu vật cây dương xỉ ở ngoài thực tế kết hợp với hình 39.1 cây dương xỉ có trong sách giáo khoa trang 128 để ghi lại các đặc điểm bên ngoài của cây dương xỉ. Từ những đặc điểm đó, hãy so sánh với cây rêu có trong bài 38 để chỉ ra sự khác biệt. Sau đây, cô và các em sẽ cùng đi vào lời giải chi tiết. Thứ nhất, quan sát hình 39.1, các em sẽ thấy rằng cây dương xỉ đã có rễ, thân và lá thực sự thuộc nhóm thân cỏ nhỏ. Lá non có đặc điểm là cuộn lại ở đầu lá. Thứ hai, so sánh với cây rêu, các em sẽ thấy rằng ở cây dương xỉ đã có rễ, thân và lá thực sự, trong khi rêu chỉ có rễ già. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 1 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 128.